Đây cũng là điều đáng tiếc và là bài học lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta. Dù chúng ta sống ở đâu, sự thận trọng sẽ giúp rất nhiều trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vừa qua, một phát ngôn viên của thành phố Sugarland xác nhận là bà ngoại và ba trẻ nhỏ đã qua đời trong một vụ cháy nhà ở địa phương. Theo khoảng là 2 giờ sáng, các nhân viên cứu hỏa được gọi đến tòa nhà 3200 Vista Lake ở khu First Colony. Họ tìm thấy người mẹ và gia đình và một người bạn bên ngoài ngôi nhà đang cháy. Cả hai đã đều bị bỏng nặng. Bên trong ngôi nhà, một phụ nữ 75 tuổi và ba trẻ em được tìm thấy đã qua đời. Người phụ nữ được xác định là bà của ba đứa trẻ. Những đứa trẻ thiệt mạng được xác định đó là Colette 5 tuổi, Edison 8 tuổi và Olivia 11 tuổi. Cảnh sát cho rằng một trong hai người phụ nữ được tìm thấy bị bỏng bên ngoài ngôi nhà đó là mẹ của ba đứa trẻ. Khu vực lân cận nơi xảy ra hỏa hoạn đã mất điện trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Cảnh sát đã phải giữ người mẹ lại, không cho cô quay trở lại vào trong nhà để cứu các con của mình. Một tài khoản huy động quyên góp GoFundMe đã được tạo bởi Vanessa, thay mặt cho cha của ba đứa trẻ là ông Nathan Nguyễn, sau khi hàng nghìn người xem liên hệ với đài ABC 12 thể hiện sự tiếc thương và yêu mến gia đình của nạn nhân. Đến chiều thì số tiền quyên góp gia đình nhận được đã lên đến là 117.024 đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu ban đầu là 100.000 đô la Mỹ. Gia đình cho biết số tiền quyên góp được sẽ được dùng vào một phần để trao học bổng tại trường công giáo St. Lawrence, nơi ba đứa trẻ theo học, để giữ hình ảnh của mẹ và các con luôn tồn tại trong trái tim mình và mọi người. Thay cho anh Nguyễn, cha của ba trẻ nhỏ thiệt mạng trong vụ cháy đã bắt đầu xây dựng một quỹ để vinh danh những người đã qua đời. Quỹ này sẽ hỗ trợ học phí ở tại trường công giáo St. Lawrence và nâng cao nhận thức và an toàn phòng chống cháy nổ, nhằm ngăn chặn bi kịch này xảy ra với các gia đình khác, theo phần giới thiệu của gia đình trên trang GoFundMe như vậy. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Thảm kịch này là một trong số nhiều sự cố gây chết người xảy ra chỉ trong một đêm do người dân tìm cách sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá và mất điện. Hơn 1 triệu hộ dân đã phải chịu đựng tình cảnh không có điện ở Houston trong suốt nhiều ngày qua. Các nhà điều tra cho biết là họ tìm thấy các bài đăng của gia đình trên mạng xã hội về việc sử dụng lò sưởi để giữ ấm. Cảnh sát Houston cho biết trước đó vào buổi tối, một phụ nữ và một bé gái đã tử vong do ngộ độc khí carbon khi họ cố gắng sưởi ấm bằng điều hòa trên chiếc xe đang nổ máy. Nhiều người Việt chúng ta đang định cư tại Mỹ cũng đặt ra câu hỏi rằng phải chăng nhiều du học sinh Việt chúng ta đến Mỹ để định cư cũng tìm một tấm vé để ở lại? Mà đây có phải là một trong những cách mà một số người nào đó đã sử dụng để ở lại Mỹ hay không? Câu chuyện tình yêu làm xôn xao cộng đồng mạng đến từ cặp đôi một ông 72 và nàng 26. Một tỷ phú người Mỹ và cô nàng Cổ Ngân, người Trung Quốc gốc Việt, có diện mạo xinh đẹp nóng bỏng. Khoảng cách tuổi tác quá lớn và thậm chí là cách xa nhau cả hai thế hệ, nhưng họ vẫn đồng điệu về tâm hồn và đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Cách đây không lâu, cặp đôi đã quyết định tìm hiểu và cầu hôn nhau tại một khách sạn 6 sao vô cùng sang trọng. Thông tin này đã được báo giới quan tâm và đồng loạt đưa tin. Hầu hết trong các tựa đề bài báo đều viết đều tập trung vào số tuổi 46 đầy chênh lệch của cặp đôi. Cô Ngân sinh năm 1994 và tỷ phú Win, CEO của hãng thời trang ở Los Angeles, ở tuổi thất thập cổ lai hy 72, đã nhận được sự bàn tán vô cùng lớn trên mạng xã hội. Và rõ ràng đó là mối quan hệ của họ khó mà thể thuyết phục được dư luận rằng là họ đến với nhau vì tình yêu đích thực. Một tờ báo viết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, người đẹp Cổ Ngân vừa đính hôn với bạn trai 72 tuổi người Mỹ tại một khách sạn 6 sao và dự kiến họ tổ chức đám cưới tại Mỹ ở trong năm. Cặp đôi chênh lệch nhau đến 46 tuổi khiến cho cô gái đi vào luồng bình luận của nhiều người ở bên cạnh một người đàn ông như vậy chỉ vì tiền mà thôi. Chính cô cũng không ngờ rằng chuyện tình cảm của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Bởi cô cho biết
Chỉ sau một đêm ngủ dậy, truyền tình của mình và bạn trai tỷ phú đã lên đầy các trang báo. Tài khoản mạng xã hội của cô cũng nhận được lượng follow khủng, điều mà từ trước đến nay khó mà xảy ra được. Cô là người đẹp hay tham gia vào các cuộc thi về sắc đẹp, chương trình truyền hình. Cơ duyên kết nối được cô và bạn trai tỷ phú đó là thông qua Instagram. Hai người có cơ hội trò chuyện với nhau và cảm thấy ăn ý vì ông tỷ phú làm việc trong lĩnh vực thời trang. Lần gặp mặt thứ hai ở tại Việt Nam, vị tỷ phú đã ngỏ lời với bạn gái kém 46 tuổi. Ông nói một câu mà triệu cô gái đều ao ước muốn nghe: bên anh thì sẽ được lo cho tất cả mọi thứ. Cặp đôi sau đó đã quen nhau cùng đi du lịch ở những nơi sang chảnh. Cô gái phủ kín trang cá nhân bằng những hình ảnh sang xịn mịn. Cuộc sống thật là đáng ao ước của rất nhiều cô gái khác. Nhà tỷ phú dù lớn tuổi nhưng rất lãng mạn và chiều chuộng bạn gái khiến cho cô rất hài lòng. Và cô cũng chủ động thưa với cha mẹ của mình. Và điều bất ngờ là cha mẹ của cô đều đồng ý. Song song với điều đó, cô còn nói chuyện với hai con riêng của nhà tỷ phú và các con cũng tán thành về mối quan hệ này. Quan hệ của họ đã đem đến kết quả là một lễ đính hôn ở tại nhà hàng Hàn Quốc và một bữa tiệc thân mật tại Việt Nam. Cô Ngân đã có đáp trả xoay quanh chuyện yêu bạn trai giàu có nhưng tuổi tác quá chênh lệch. Cô nói rằng dù yêu người Việt hay ngoại quốc thì chuyện tiền tài cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Một người phụ nữ thông minh và hiện đại thì chẳng ai muốn chung sống với một người đàn ông nhu nhược thất bại. Ở bên một người đàn ông có sự nghiệp, đó là điều mọi cô gái đều hướng đến và khả năng kinh tế cũng chứng tỏ đầu óc họ thế nào, năng lực và sự thông minh ra sao. Vì thế có lẽ cô đã chọn ở bên cạnh nhà tỷ phú này vì nhìn thấy anh có những tố chất mà cô mong muốn. Hiện tại thì cô Ngân đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và dường như những thị phi xung quanh không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và vị tỷ phú. Mạng xã hội nổ ra tranh cãi xoay quanh việc mối quan hệ này thật là xuất phát từ tình cảm thật hay chỉ là vụ lợi cá nhân, rằng là vị tỷ phú cần gái trẻ đẹp để cặp kè thì cô Ngân cũng cần có người chăm sóc cung phụng mình và tiền bạc xài rùng rỉnh. Tất nhiên những mối quan hệ lệch tuổi, đặc biệt đại gia và chân dài thì không thể nào tránh được tai tiếng kiểu như thế này. Đâu thì cũng là tiếng nói của thiên hạ, 9 người 10 ý đó là vậy. Thế nhưng dù giữa họ là tình cảm chân thành hay là chỉ là cuộc trao đổi thì dẫu sao họ cũng xứng đáng có được điều đó. Vị tỷ phú giàu có lắm tiền nhiều của và đang độc thân thì ông có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Và tất nhiên ai cũng có cái quyền đó. Tất nhiên ở vị trí của ông không thể cặp kè một cô gái tầm thường, nhan sắc và tài năng ở mức trung bình được. Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó, và ông đã chọn cô Ngân, một cô gái xinh đẹp nóng bỏng, thông minh và thẳng thắn. Và nếu nhìn vào mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng thì có thể thấy rằng cả một rừng người đẹp. Nhà tỷ phú phải lòng cô Ngân đơn giản là vì họ có duyên với nhau. Đó là điều ai cũng có thể công nhận được điều đó. Và kinh nghiệm cho thấy rằng có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào dùng tiền mua được. Tuy nhiên cũng có nhiều thứ người ta nói rằng không thể mua được bằng tiền nhưng có thể mua bằng được rất nhiều tiền. Tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng có sự hạn chế của nó, có điều đúng và những điều mà cần phải khám phá qua kinh nghiệm của biết bao người, bao đời đã chứng minh, chứng thực về tình yêu đích thực không chỉ có mua được bằng tiền mà bằng cả trái tim. Một trái tim khao khát, một tình yêu đích thực thì may ra mới có được. Nếu không chỉ dùng tiền thì chắc hẳn rằng đêm dài lắm mộng mà thôi. Hơn bao giờ hết, khi chúng ta chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới, chúng ta phải có sự chuẩn bị, thì thành quả nó hệ tại ở chỗ sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào. Những chia sẻ sau đây chỉ một phần ở một góc độ để thấy được có điều tích cực cũng như là sự hạn chế để chúng ta phát huy điều tích cực và giảm đi sự hạn chế để giúp cho cuộc sống của chúng ta ở tại Hoa Kỳ càng tốt đẹp hơn nữa, đặc biệt trong thời gian này. Đối với bối cảnh những người mới đến Mỹ được vài năm thì lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Thực ra sang Mỹ sinh sống, cái trở ngại to lớn nhất hiện tại đó là về ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì đi đâu làm cũng vướng vấp và riết rồi cũng trở thành khó khăn, hoảng loạn. Và đặc biệt trong thời gian dịch bệnh vừa qua thì nếu chúng ta mới định cư tại Hoa Kỳ lại càng khó khăn hơn nếu như không có sự chuẩn bị và tài chính tốt. Lại lâm vào cảnh túng quẫn
và nản lòng và muốn sự trở về quê nhà. Tuy nhiên, bây giờ đi cũng không đặng mà ở cũng không xong. Nhiều người lại lâm cảnh khó khăn vì nếu trở về thì cũng không còn gì, mà ở lại thực sự cũng đang gặp rất nhiều lo lắng khó khăn. Bởi lẽ trong thời gian mới định cư tại Hoa Kỳ mà lại gặp tình hình dịch bệnh thì thực sự không ai muốn điều này. Có điều ở đây, mọi người nếu chúng ta mở lòng đều có những tấm lòng vàng giúp đỡ chúng ta để chúng ta vượt qua những thời khó khăn. Ở đâu cũng vậy, chúng ta mở lòng với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau để có những người thân, những người quen biết và thậm chí những người không quen biết cũng sẵn lòng chia sẻ với một tâm tình đó là lá lành đùm lá rách. Tuy nhiên trong phạm vi nội dung chia sẻ này cũng chỉ chia sẻ mang tính cách chung ở trong bối cảnh chung, không mang bối cảnh đặc thù như bối cảnh về dịch bệnh, và chỉ chia sẻ trong bối cảnh bình thường khi chúng ta sống ở tại Hoa Kỳ đây. Thường thì việc làm chia làm hai loại đối với những người mới đặt chân đến Mỹ thực sự là rất là ngỡ ngàng. Đó là loại về làm việc trí óc và làm việc tay chân. Các cô chú lớn tuổi khi sang Mỹ định cư rất là đau đầu về khía cạnh công việc vì đi làm thì sức cũng chẳng có. Sức khỏe không thể nào bằng các dân gốc Mễ, gốc Phi mà nhất là ở mấy thành phố đông dân. Và đương nhiên nếu công việc không có thì lương thì chắc chắn là thấp. Làm việc bằng trí óc thì không hẳn là nhẹ, nhưng sẽ phù hợp với người có sức nhỏ vai gầy như là dân Việt chúng ta. Tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại, chua cay là vậy. Nhưng các cô chú sang Mỹ định cư đó là điều rất đáng khâm phục. Chưa kể đời bố sẽ củng cố cho đời con, và trình độ học vấn của con em dân Việt thực sự là không tệ. Và ý chí vượt qua những khó khăn ban đầu, đó là tấm gương của rất nhiều những người đồng hương chúng ta, đặc biệt là trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta đã thành công và đã làm được điều đó. Và nhìn đó giống như là cái điểm khích lệ để chúng ta cố gắng, bởi vì chúng ta có tiền đề, chúng ta có cơ sở ban đầu còn tốt đẹp hơn rất nhiều cha ông chúng ta đã đặt chân đến Mỹ trong thời gian trước đây. Nói về học hành thì tuổi nào chúng ta cũng có thể học được, miễn là chúng ta có lòng và có ý chí, chúng ta dốc lòng dốc sức. Không ai cười chúng ta, cũng không ai soi mói đời tư của chúng ta. Khi đặt chân đến Mỹ, chúng ta không hề thấy ai nói rằng Mỹ là thiên đường, và cũng chả ai ngỡ ngẩn nói rằng ở một nơi nào đó là thiên đường. Bởi lẽ thiên đường ở nơi là tại trong cuộc sống tư của chúng ta, đời sống cá nhân của chúng ta cảm nhận về đời sống cho công sức của chúng ta gầy dựng như thế nào. Chúng ta không thể nói một nơi này, nơi kia mà chúng ta nhìn thấy đó là thiên đường. Cái thực tế ở Mỹ cũng có tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Học ra đôi khi cũng lóng ngóng mãi không ra việc. Và rồi đôi khi có việc cũng sa tít mù tắp và rời sang sống ở tại một tiểu bang khác và phải xa gia đình một thời gian. Các bạn trẻ cũng biết rằng mỗi tiểu bang của Mỹ to lớn như là một quốc gia nếu so với Việt Nam hay là các quốc gia khác. Nên dọn đi dọn lại đó là điều khá là chán nản với truyền thống an cư của người Việt, lại phải đau đầu và suy nghĩ. Nhưng phải nói rằng ở Mỹ đây có việc làm là có nhiều thứ, có nhanh hơn những gì mình mong muốn ở tại quê nhà. Ví dụ như cái nhà một người nhân viên bình thường không hề mua nổi, đặc biệt là những người công nhân ở trong nước, thì đừng mơ cái chuyện có một căn nhà, ngoại trừ có nhà được thừa hưởng bởi cha mẹ, nhưng mấy ai cũng được may mắn như vậy. Chúng ta có thể thấy ở trong nước trong những năm gần đây về những ngôi nhà trọ, những ngôi nhà tạm bợ được xây lên, được cho thuê, và nhiều bạn trẻ sau này lập gia đình lại phải đi thuê nhà. Và những người nào có nhà lại có thêm nhà, và những người nào có đất lại có thêm đất, và những người nào không nhà vẫn thực sự rất khó để mà tạo được căn nhà cho mình. Còn ở Mỹ đây chúng ta nói rằng, ví dụ cái nhà một người nhân viên bình thường không thể mua nổi nếu không có thu nhập không thường xuyên hay là bất thường nào đó. Như là chúng ta hiểu rằng, với lương 3 cọc qua đồng thì chia ra xem căn nhà 1 tỷ đồng thì chúng ta cũng để dành trong bao lâu chúng ta mới có thể mua được. Còn là tại Mỹ thì khác, không trả góp không phải là dân Mỹ. Trả góp đây không phải là mua đen gì hết, trả góp để mà xây điểm tín dụng. Nhưng cái hay của trả góp đó là mình có mình xài sớm, góp xong thì nó hư, mình lại góp. Nhà thì từ ngày đi đao đủ tiền cho ngân hàng và bắt đầu góp là có thể dọn vào ở được. Và xui xui mất chóp thì hết góp nổi, có thể là bị kéo nhà. Như vậy đó, góp xong cái nhà đầu cũng hai màu tóc.
Nhưng có một điều là người Việt chúng ta vẫn giữ cái quan điểm đó là an cư lạc nghiệp, cho nên bằng mọi giá người Việt chúng ta chi tiêu tằn tiện và tích cóp ở trong một thời gian để mà thanh toán hoàn toàn căn nhà và sở hữu căn nhà đó. Đó là điều vẫn diễn ra ở trong cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta. Và thậm chí nhiều vị đồng hương chúng ta có thể tậu 2, 3, 4 căn nhà và cho thuê để lấy tiền trang trải trong tháng sinh hoạt của gia đình. Chia sẻ như vậy để khi chúng ta đặt chân đến Mỹ để chúng ta hiểu rằng lối sống cũng phải thay đổi ít nhiều. Sẽ là rất phù hợp nếu cho ai thích cơm bỏ phở. Nếu chúng ta cùng chung vai, cùng đồng tâm hợp lực, cùng chung vai đấu cật với bạn đời thì cuộc sống thực sự rất là dễ dàng. Còn như ở đây, nếu mà chúng ta lăng nhăng thì xem như là thả dốc không phanh. Nếu chính bản thân của chúng ta không có gì bền vững ở trong sự nghiệp của chúng ta thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ không có chốn để đi và không có chốn để về. Những vấn đề trong cuộc sống ở trong nước chúng ta có gặp thì sang Mỹ đây nó cũng vậy. Tuy nhiên có điều là khó khăn hơn, bởi lẽ đó là khởi nghiệp của chúng ta, khởi đầu cuộc sống của chúng ta, tất cả đều là làm lại từ đầu, hoàn toàn hệ tại ở mỗi người chúng ta. Chúng ta càng chuẩn bị tốt thì chúng ta lại càng đỡ bỡ ngỡ và chúng ta có cái phương tiện tốt để chúng ta vượt qua những thời gian ban đầu thì điều đó là đương nhiên. Chỉ một chút chia sẻ như vậy. Cũng nghĩ rằng nếu đi Mỹ được thì cứ đi, nếu đóng thuế được thì cứ đóng và học được cứ học. Bởi lẽ giấc mơ Mỹ nằm ở chỗ là chúng ta dám lao ra ngoài đi làm cày thuê cuốc mướn ở trong thời gian đầu để chúng ta định hướng cho tương lai của chúng ta. Để rồi chúng ta không còn sợ nữa và chúng ta cũng quen với cuộc sống ở bên này. Chúng ta nỗ lực vươn lên và thoát ra những thời gian khó khăn ban đầu và đạt được những thành quả mà chúng ta mong muốn qua cái thành tựu mà chúng ta thấy cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt là những người đồng hương chung quanh chúng ta đã minh chứng cuộc sống Mỹ ở nơi đây như thế nào. Chúng ta hãy đến và chúng ta hãy cảm nhận và chúng ta hãy dùng tài năng của mình, sự cống hiến của mình và sự nỗ lực của mình để có được nó. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.